Thưa quý vị và các bạn, trong thư chúc mừng các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên nhà báo nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út khẳng định, thời gian qua, tỉnh nhà có bước phát triển vượt bậc, đạt thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Đó là nhờ có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí, những người làm báo trong và ngoài tỉnh, tự hào tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Những người làm báo tiếp tục nỗ lực thực hiện sứ mệnh được giao, khơi gợi khát vọng xây dựng quê hương Long An phát triển nhanh và bền vững, sớm đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Đông Nam Bộ. Với ngòi bút tinh tế sắc bén, các phóng viên, những người làm báo trong tỉnh đã thông tin phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân và ngược lại, để đề đạt tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng, nhà nước, để có những chính sách hợp lòng dân. Từ đó, báo chí chính là cầu nối để người dân bày tỏ nguyện vọng của mình đến với chính quyền các cấp. Nhân qua thì bản thân tôi cũng như các anh chị em ở báo Long An thì cũng được sự hỗ trợ rất lớn từ ban biên tập, lãnh đạo phòng, cũng như các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở ban ngành và các huyện thị thành trên địa bàn tỉnh đã kịp thời cung cấp những cái thông tin chính xác để giúp bản thân tôi cũng như các nhà báo khác tác nghiệp một cách được thuận lợi hơn. Thời gian qua thì cơ quan báo chí nói chung cũng như là đội ngũ phóng viên nhà báo nói riêng đã có những đóng góp rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân. Và từ trách nhiệm đó thì những người làm báo như chúng tôi sẽ ngày càng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt sứ mệnh được giao. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An là cơ quan báo chí chủ lực cùng nhiều tạp chí khác của Long An đã tích cực làm tốt vai trò của mình được Đảng và nhà nước giao. Cùng với đó, các cơ quan báo chí ngoài tỉnh thường trú đăng ký tác nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung của tỉnh. Trong thời gian qua thì các phóng viên của cơ quan thường trú đã được lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban cũng như các sở ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho phóng viên tác nghiệp. Thì qua đó thì các phóng viên của cơ quan thường trú đưa các thông tin về các tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội được kịp thời, nhanh chóng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, có gần 2.000 tin bài về Long An được đăng tải trên báo chí ngoài tỉnh. Qua đó đã kịp thời lan tỏa, truyền tải những thông tin về tiềm năng, lợi thế xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Long An cũng như các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Báo chí không chỉ đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, mà còn là kênh thông tin để nhân dân gửi gắm tâm tư nguyện vọng, để từ đó tiếng nói chung của ý Đảng lòng dân được hội tụ và khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo thành sức mạnh to lớn để vượt qua những thách thức khó khăn, đưa tỉnh nhà vươn lên, đạt được nhiều thắng lợi to lớn. Báo chí sẽ tiếp tục làm tròn sứ mệnh của mình là cầu nối của ý Đảng lòng dân trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An thời gian tới, góp phần tạo động lực mới, khí thế mới cùng toàn Đảng, toàn dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Hành trình đồng hành của báo chí đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, nhưng đối với những người làm báo tỉnh nhà vẫn phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, cũng như lắng nghe tâm tư kỳ vọng của bạn xem đài và ngành chức năng để nền báo chí tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thì cũng nhờ cái chỗ đài truyền hình đó, thì đưa lên những cái mô hình của những hợp tác xã khác mà đã đạt hiệu quả, thì để đây cho hợp tác xã đây có cái hướng để bắt làm theo. Tôi mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành thực hiện nhiều chuyên đề, các tin bài để các doanh nghiệp phản ánh tâm tư nguyện vọng một cách thiết thực và nhanh nhất tới lãnh đạo Đảng, nhà nước, và cũng là diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng một cách tốt nhất. Các cơ quan báo chí còn tập trung là phát triển về cái chất lượng nội dung thông tin và tiếp tục là đa nền tảng, đa phương tiện để lan tỏa các thông tin đến người đọc. Cái thứ hai và đặc biệt là thực hiện cái chuyển đổi số báo chí. Và cái thứ hai nữa là cái việc xây dựng cái môi trường văn hóa trong cái cơ quan báo chí và của người làm báo. Với những tin tưởng và kỳ vọng ấy, chúng tôi như người làm báo sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp để không ngừng vươn lên và là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần vào thành công chung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Long An ngày càng giàu đẹp.